Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra truy xét vụ cướp tài sản xảy ra trên đường Nguyễn Sĩ Sách, phường 15. Trước đó, rạng sáng ngày 13 tháng 12, chị NTKT, 35 tuổi, ngụ tại quận 1, chạy xe tay ga trên đường Nguyễn Sĩ Sách thì có hai thanh niên đi xe máy hiệu Rider từ phía sau vượt lên chặn lại. Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, tên ngồi sau dùng bình xịt hơi cay tấn công chị T. Chị T vì quá sợ hãi nên bỏ lại xe máy ở vệ đường rồi lao vào nhà dân đập cửa kêu cứu. Lúc này, tên ngồi sau leo lên xe của chị T rú ga bỏ chạy. Tên còn lại dựng phương tiện giữa đường, xông tới người phụ nữ để cố giật tài sản trên người nạn nhân. Cũng rạng sáng cùng ngày, chị NTNL, 24 tuổi, ngụ tại quận 12, khi đi qua khu vực khu phố 1, phường Thạnh Xuân, quận 12, thì bị hai nam thanh niên đi xe Rider biển số thành phố Hồ Chí Minh áp sát. Hai thanh niên ép xe chị L vào lề đường để cướp nhưng không được, tên ngồi sau thấy vậy lao đến giật túi sách của cô gái. May mắn trong vụ cướp này, chị L đã giằng lại túi sách và hô hoán mọi người xung quanh đến ứng cứu. Do vậy, bộ đôi cướp đã phải bỏ chạy. Liên tiếp hai vụ cướp táo tợn xảy ra nhắm con mồi là phụ nữ đi xe máy một mình vào đêm khuya. Vì vậy, chị em phụ nữ cần hết sức cảnh giác khi đi đường một mình buổi tối, đặc biệt là khi về khuya, đêm muộn. Những lúc này cần chú ý chọn đi những đoạn đường lớn, nhiều ánh sáng nhà cửa, tránh đi những đoạn đường nhỏ, ngõ hẹp, tối tăm vắng vẻ. Ngoài ra có thể đeo khẩu trang và không nên ăn mặc hở hang để tránh bị chú ý hay dễ dàng bị tấn công. Có thể trang bị thêm những vật dụng phòng vệ bên mình như bình xịt hơi cay, đèn pin flash, móc khóa tự vệ hay còi là vũ khí tự vệ hiệu quả trong trường hợp bạn bị kẻ xấu tấn công.